Chiều ngày 14 tháng 10, Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 tỉnh Cà Mau đã diễn ra phiên thứ nhất. Tham dự có bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng đại diện các ban, văn phòng, tổ giúp việc của Tổng Liên đoàn và 243 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở tỉnh Cà Mau. Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày, 14 đến 15 tháng 10. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 10, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2023-2028, bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 11 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Trong phiên làm việc thứ nhất, chiều ngày 14 tháng 10, Đại hội đã thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội, báo cáo tổng hợp góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 13, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội 11 Công đoàn tỉnh, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Trình bày đề án, thảo luận và biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Trước khi phiên làm việc thứ nhất khai mạc, các đại biểu đã dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.